Quý vị thân mến, hãy tranh thủ cơ hội mua sắm thật hấp dẫn này. Chương trình siêu giảm giá đang được diễn ra trên Đại Giá Shop và mang đến chương trình của chúng ta một sản phẩm chất lượng cao, chiếc bếp điện hồ ngoại đôi đến từ Blue Star quý vị nha. Với rất nhiều những cái danh hiệu được bình chọn cả trong nước và ngoài nước, và phải kể đến đó chính là danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, được tin dùng bình chọn bởi người tiêu dùng nhiều năm liền. Như vậy thì chúng ta hãy hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc bếp điện hồ ngoại đôi đến từ Blue Star quý vị nha. Và Cẩm Tú đặc biệt rất ấn tượng với chiếc bếp đôi hồng ngoại Blue Star bởi vì là với màu sắc rất là trang nhã nè, màu đen kết hợp với màu đỏ sẽ làm cho gian bếp của các chị em phụ nữ trở nên là nổi bật hơn. Và đặc biệt nữa chính là với kích thước là 66 x 45 x 11 thì chị em phụ nữ có thể là dễ dàng mà chúng ta có thể đặt cả hai chiếc nồi nung lớn lên cùng một lúc luôn thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì không chỉ là kích thước gọn nhẹ phù hợp cho mọi không gian, mình đặt trên bàn tiệc cũng rất là phù hợp Cẩm Tú nha. Bởi vì sao mà một cái trọng lượng thì quá là nhẹ nhàng quý vị ơi, chỉ có 7,3 kg mà thôi. Một cái điểm nữa là rất là đặc biệt với một cái màn hình cảm ứng như thế này thì quý vị có thể quan sát thấy là cảm ứng rất là nhạy luôn nha quý vị. Thì quý vị sẽ dễ dàng có thể thấy ở đây có tới thiết kế tới hai cái chế độ ngôn ngữ, đó chính là tiếng Việt và tiếng Anh. Đấy. Với những cái in nổi lên như thế này quý vị nha, thì chúng ta sẽ hoàn toàn rất là dễ khi mà chúng ta canh chỉnh được cái chế độ nè, và chúng ta có thể canh chỉnh cả về thời gian rất là nhiều trên cùng một chiếc bếp hồng ngoại này thưa quý vị. Và bao phủ lên toàn bộ chiếc bếp của chúng ta đó chính là chất liệu kính cường lực ceramic có độ dày lên đến là 4 ly quý vị nha, vô cùng là chắc chắn và hạn chế được cái tình trạng bị trầy xước. Ở đây quý vị có thể quan sát thấy rằng là bên bếp lò này Hoàng Hiếu đã đặt trên nó một chiếc nồi có chất liệu là thủy tinh quý vị nha. Quan sát bên trong chúng ta thấy rằng đây là một cái món canh rất là thơm ngon và bổ dưỡng, đó chính là món canh bí đỏ hồng với là thịt viên. Mình chỉ cần đặt một cái chiếc nồi lên bên trên bếp như thế này, sau đó thì mình sẽ canh chỉnh nhiệt độ với các cái nút điều chỉnh rất là linh hoạt quý vị nha. Đây mình sẽ khởi động lên on hoặc off rất là dễ dàng đúng không nào. Và bên cạnh đó thì mình sẽ chọn cái vòng nhiệt. Việc lựa chọn vòng nhiệt chúng ta chỉ cần ấn nhẹ vào hai vòng cùng một lúc, hoặc là vòng bên trong hoặc là vòng bên ngoài. Ở đây thì Hoàng Hiếu sử dụng một cái chiếc nồi có kích thước cũng khá là to nên Hoàng Hiếu sẽ sử dụng hai vòng nhiệt để cho cái lượng nước được nhanh chóng đun sôi và như vậy thực phẩm sẽ chín nhanh hơn quý vị nha. Bên cạnh đó thì còn có cả những cái phần nút hẹn giờ rất là linh động quý vị nha. Mình dễ dàng mình điều chỉnh cái phần giờ ở đây, mình sẽ điều chỉnh bằng cái nút vặn ở bên dưới này quý vị nha. Đây chúng ta thấy không ạ, với một cái phần nút vặn mình điều chỉnh được cái phần giờ giấc để có thể là an tâm hơn trong quá trình chúng ta sử dụng đúng không nào. Mình có thể là rảnh tay hơn trong việc là làm việc nhà và cũng có thể là nấu cơm nấu canh nữa, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì mình cũng có thể là điều chỉnh được cả nhiệt độ thưa quý vị, mình cũng dễ dàng là canh chỉnh với cái nút ở bên này đó, quý vị thấy không ạ, rất là nhanh chóng đúng không nào. Đây chúng ta thấy không ạ, một thời gian đun rất là ngắn thôi thì cái phần nồi của chúng ta đã nhanh chóng sôi lên rồi ạ. Có ngay chiếc bếp ngoài Blue Star, mình thoải mái là có thể chế biến những cái món ăn thơm ngon và dinh dưỡng này cho các sĩ tử đi, cho con em của chúng ta có thể là có nhiều hơn những cái phần năng lượng và nhiều hơn những cái chất dinh dưỡng để bổ sung cho việc học hành của chúng ta đúng không nào. Với cơ chế truyền nhiệt vô cùng thông minh đó chính là bức xạ nhiệt bên hồ ngoại mà, như vậy thì nhiệt độ sẽ truyền nhanh chóng trực tiếp lên phần đáy nồi mà không tỏa ra môi trường xung quanh. Như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được năng lượng nè, và trong quá trình mà nấu nướng mình sử dụng điện cũng không sợ cái tình trạng là hết ga hoặc là bị rò rỉ ga. Chính xác rồi đó Hoàng Hiếu. Và món ăn của chúng ta đó thì vừa mới là chín tới rồi thì quý vị cũng có thể điều chỉnh sao cho cái nhiệt độ vừa phải thôi nha quý vị, để chúng ta tiết kiệm cái nhiên liệu nè, cũng như là món ăn nó sẽ được ngon hơn quý vị nha. Wow, rất là thơm ngon quý vị nha, màu sắc rất là đẹp nè, cộng thêm nữa là chúng ta đã chuẩn bị những cái rau củ trang trí sẵn rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy là món ăn ngon hơn bao giờ hết. Có một món xào rồi, một bữa cơm thì chắc chắn sẽ không thể thiếu nào một cái món, đó chính là món kho để cho cái bữa cơm chúng ta trở nên trọn vẹn hơn đúng không nào. Ở đây thì Hiếu đã kho sẵn một cái nồi cá trên chất liệu là nồi đất và nấu được trực tiếp trên bếp hồng ngoại luôn quý vị nha. Chúng ta biết rằng là cá thì phải kho trong nồi đất và phải có một cái nhiệt độ riu riu để vừa phải để cho cá của chúng ta chín tới đúng không nào. Và sau một thời gian đã nấu chín rồi á thì mình sẽ cho vào đây những cái phần nguyên liệu khác. Mình cho thêm một ít thơm nè để cho cái món cá của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn. Cá kho thơm đó Cẩm Tú. Đúng rồi, đó. Có cái mùi chua chua và thơm thơm của trái thơm nữa, rất là kích thích vị giác luôn. Đúng rồi, và không tạo cái sự ngán khi mà chúng ta ăn cá nữa không ạ. Quý vị thân mến, với món chiên thì chúng ta nên cho nhiệt độ cao để cho món ăn chúng ta được giòn và ngon hơn quý vị nha. Và ngay bây giờ thì chảo dầu cũng đã nóng rồi, Cẩm Tú sẽ cho cơm và tôm vào nè. Nhà mình mà ví dụ mà có rất là nhiều thành viên trong gia đình đó, mình cũng không phải đợi quá lâu đâu, bởi vì sản phẩm ngày hôm nay đó chính là bếp điện hồng ngoại mà, với cơ chế truyền nhiệt vô cùng thông minh đó chính là bức xạ hồng ngoại sẽ truyền trực tiếp nhiệt lên dưới đáy nồi, sẽ tập trung nấu cái phần thực phẩm bên trên đáy nồi cho chín nhanh, chín có thể là nhanh chóng nhất để có thể là tiết kiệm thời gian. Và bên cạnh đó thì sẽ không có tỏa nhiệt ra cái môi trường xung quanh, như vậy thì sẽ vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu và cũng an toàn hơn cho người sử dụng. Với một cái thời gian nấu nướng vô cùng tiết kiệm như vậy, cho dù là nhà chúng ta có 8 người nè, có 10 người, mình có thể là nhanh chóng có thể thực hiện được rất nhiều những món ăn vô cùng là thơm ngon nha.
Bếp điện hồng ngoại nồi Blue Star, giải pháp cho mọi căn bếp gia đình Việt. Dễ dàng đun nấu trên nồi thủy tinh, nồi inox, nồi đất, nồi sứ. Thoải mái chế biến cho dù là chảo gang, chảo nhôm, chảo chống dính, chảo đá, chảo ceramic. Thách thức các loại vị nướng inox, vị nướng tráng men hay thậm chí là nướng trực tiếp trên bề mặt bếp. Bếp điện hồng ngoại nồi Blue Star chinh phục mọi vật dụng nhà bếp, mang lại cho bạn nhiều hứng thú và niềm vui khi chế biến các món ăn cho gia đình. Bếp điện đôi hồng ngoại Blue Star giá cũ trên AZ Shop là 2.990.000 đồng, ngày hôm nay giảm ngay 50%, chỉ còn 1.490.000 đồng, và lại còn nhận thêm một quà tặng đặc biệt, đó là một bộ 5 nồi tráng men cao cấp. Với 5 nồi này thì chúng ta có thể là sử dụng để nấu các món ăn ngon cho các thành viên trong gia đình này, và còn nữa là một bộ dao 5 món luôn. Chúng ta sẽ rất dễ dàng để chế biến các tỉa thực phẩm. Đây là một bộ dao mà có lẽ không thể thiếu trong mỗi gian bếp phải không nào? Quá hấp dẫn, cơ hội duy nhất một lần trong tháng này mà thôi. Quà tặng có hạn, quý vị hãy nhanh tay. Hôm nay với chiếc bếp điện hồng ngoại đôi đến từ Blue Star, chúng ta hãy hoàn toàn yên tâm thực hiện một lúc cả món nướng và cả món lẩu để phục vụ cho tất cả các thành viên trên bàn tiệc. Với cái phần vị nướng tráng men này cũng rất là thông minh, với thiết kế hai lớp quý vị nha. Lớp bên dưới thì có thể là dễ dàng hứng lại những cái phần dầu mỡ mà nó dư thừa, nên là mình cũng an tâm hơn khi mà mình sử dụng, cũng không sợ là dầu mỡ nó sẽ vấy bẩn vào trong cái chiếc bếp hồng ngoại của chúng ta thôi quý vị. Hoàn toàn yên tâm quý vị ơi. Ở đây Hiếu đã chuẩn bị sẵn cái món nấm kim châm nè. Đó. Wow. Mình cho những cái phần nướng này mà mình thực hiện tại nhà thì chắc chắn cũng sẽ an toàn hơn đúng không nè. Và bên đây thì mình còn có một cái không gian cũng rất là lớn, Hoàng Hiếu sẽ cho vào đây một ít thịt ba rọi mình nướng lên luôn quý vị nha. Mùi thơm thì đã rất là ngào ngạt lên rồi, bay khắp cả phim trường ngày hôm nay luôn. Hey, mình đã nhanh chóng mình chở đều tay một chút xíu thôi. Thông thường thì mình nghĩ là những cái món nướng nó chỉ thực hiện được trong những cái lò nướng nè, hoặc là những cái bếp than đúng không nào. Tuy nhiên thì cũng sẽ rất là vất vả cho các bà nội trợ, và đặc biệt là những ông xã mà chúng ta có cái món khoái khẩu trong bàn nhậu là những cái món nướng nó cẩm tú. Mình cũng không còn phải là giống bếp hay là giống than quá ư là cực nhọc nữa. Từ nay đã có bếp điện hồng ngoại đôi Blue Star rồi, mình thực hiện cả cái món nướng thơm ngon với thịt ba rọi nè, rồi nấm kim châm, rồi thịt cuốn như vậy nữa, phục vụ ngay cả trên bàn tiệc. Mà thời gian nướng thì cũng cực kỳ nhanh. Rồi bên đây như đã hứa với tất cả quý vị, thực hiện cùng một lúc, nào là món nướng một bên, rồi món lẩu một bên, để bàn tiệc của chúng ta thật nhiều món ăn, thật là trọn vẹn niềm vui của tất cả chúng ta đúng không nào. Đối với những gia đình của mình mà có những chị em phụ nữ mà chúng ta có con em nhỏ nha, thì mình cũng không có sợ đâu nha. Bởi vì là có một cái chức năng là khóa phím, và quý vị cũng có thể là chúng ta điều chỉnh cái chức năng là lock như thế này ở đây, cũng cả có tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Thì quý vị sẽ điều chỉnh cái phím lock này để làm chi? Để khi mà con em của mình nó có sơ ý đụng vào thì sẽ vô hiệu hóa những cái nút mà chúng ta đang nướng như vậy hoặc là đang nấu ăn như vậy, cũng rất là an toàn, chúng ta sẽ không sợ nguy hiểm. Công việc nấu nướng không bị gián đoạn đúng không rồi. Nào? Và trong thời gian đợi cái nồi lẩu của chúng ta sôi thì ngay sau đây Hoàng Hiếu sẽ đến với một cái kiểm nghiệm nữa với cái bề mặt kính cường lực là ceramic quý vị nha. Một điểm cộng tuyệt vời của nó chính là thao tác vệ sinh thì cũng cực kỳ dễ dàng. Sau khi mà đã nhấc cái phần vị nướng xuống rồi, mình chỉ dùng một cái chiếc khăn đã được tẩm nước ẩm sơ qua, sau đó mình sẽ lau nhẹ quý vị nha. Xem như thế nào quý vị ơi. Đây, lau nhẹ qua thôi. Một cái nữa nha. Đó, chúng ta thấy rằng là bề mặt của bếp đã sáng bóng là như mới đúng không nào. Với một cái cơ chế truyền nhiệt vô cùng là thông minh quý vị nha. Mình cho rất là nhiều rau bên trong để có thể là bổ sung thêm những cái vitamin và dinh dưỡng cần thiết quý vị nha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho thêm một ít hẹ nữa quý vị nha. Wow, món ăn của chúng ta vô cùng là hấp dẫn và đầy màu sắc. Đây. Và có rất là nhiều dinh dưỡng nữa, vừa có cua vừa có rau củ như vậy đúng không Hoàng Hiếu? Rồi, và mới như vậy thì ngay lập tức thì một cái thời gian rất ngắn thôi trên cùng một chiếc bếp, và Hoàng Hiếu đã thực hiện ngay cả hai món ăn để phục vụ cho những thực khách của chúng ta đúng không nào. Đúng không rồi. Còn phải chờ quá lâu đâu cả. Thời gian nấu chín thì vô cùng nhanh, cho dù bàn tiệc của chúng ta có là 6 người, 8 người hoặc là 10 người cũng không chờ quá lâu. Thoải mái để có thể thưởng thức những món ăn để bữa tiệc của chúng ta trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều. Với một cái khả năng truyền nhiệt vô cùng là nhanh, nhiệt độ bức xạ hồng nhiệt nhanh chóng có thể là truyền lên và làm cho thực phẩm của chúng ta chín nhanh và chín rất đều. Và điều này thì Hoàng Hiếu cảm thấy là vô cùng là tuyệt vời. Với việc mà sở hữu ngay chiếc bếp hồng ngoại Blue Star này á, mình cũng không cần phải trang bị thêm những cái bếp than nè, rồi mình phải nhóm than đúng không ạ? Và nếu như trong lúc mà cái thực phẩm đang là cháy rất là lớn như vậy thì quý vị cũng có thể điều chỉnh bằng cách là chúng ta hạ nhiệt độ xuống quý vị nha, để cho cái món nướng này nó sẽ vừa chín tới thôi, nó sẽ ngon hơn, thơm hơn rất là nhiều nha quý vị. Và chúng ta nên lưu ý là trở đều cái món thực phẩm, bởi vì là nhiệt lượng rất là lớn, tỏa đều và món ăn rất là nhanh chín, tiết kiệm được thời gian cũng như là tiết kiệm được điện trong quá trình mà chúng ta chế biến quý vị nha. Wow, đã chín lên rất là nhanh rồi. Quý vị đã mến sản phẩm bếp điện đôi hồng ngoại Blue Star được bảo hành lên đến 12 tháng, hãy hoàn toàn yên tâm về chất lượng quý vị nha. Và đến đây thì chúng tôi xin được chúc mừng cho những khách hàng đã may mắn dành tay đặt hàng và sở hữu ngay sản phẩm này với mức giá quá ưng hấp dẫn, tiết kiệm về đến 2 triệu đồng và nhận thêm rất nhiều quà tặng quý vị nha. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị với những sản phẩm khác trên AZ Shop.